chào mọi người nhá. Hôm nay anh em lại xuất tiếp một cái con đập hộp về Thái Bình mọi người nhá. Con này là về thị trấn Hưng Nhân, Hưng Hà, Thái Bình. Con này về Hưng Nhân, Hưng Hà, Thái Bình. Con này quay ngang. Con này không vừa xe. Con này chở xe bán tải nên là phải quay ngang. Đập hộp nhá. Cái trên này hạ xuống. Rồi đấy căng này. Đấy, cho dịch căng lên tí này. Con này là AS 2001 mọi người nhá. AS 2001 đập hộp nhá. Đây, AS 2001. Đấy, AS 2001 nhá. Con này bản cao cấp nhất. Anh khách ở Thái Bình mua, anh ấy tìm hiểu xong là mua cọc luôn nhá. Đấy, con này chẳng, con này là cũng hơi kỳ công, để nguyên cả thùng hay là nó sẽ không vừa. Thì ghế nhà em đã về đến Thái Bình nha các bác nhá. Đây là Hưng Hà, Thái Bình. Các bạn sơn đấy hả? Dạ vâng. Quê hương Hưng Hà. AS 2001 đập hộp các bác nha. Đây. Cái này nó không vừa thùng xe nên em phải chằng như này. Gia cố rất là chắc chắn. Rồi, ok. Tháo đi. Đây, nhà bác rất là to à. Quay mãi không thấy nóc. Đó bác. Đây, đó sẽ bê xuống để đập hộp nhé các bác nha. Nguyên thùng, nguyên đai, nguyên kiện. Mời bác cắt. Đây, cho bác đập hộp luôn. Mời bác cắt. Cắt chặt chạy dọc này. Hết cả dây luôn. Riêng cái hàng đập hộp này bác cứ dùng khoảng 20 năm nữa không vấn đề. Ok. Hàng nội địa Nhật này dùng sướng lắm, bền. Con này bác vừa đánh vừa nghe nhạc phê lắm. Cái này mình cho tầng mấy ạ? Tầng 2 thôi ạ. Tầng 2 ạ. Anh Sơn thì lại đang không về được. Vâng. Vâng, đây toàn em anh Sơn. Vâng, đấy thì tí nữa về nhà ăn cơm đấy. Về Tiến Đức. Có một ông chú ở đây gần đây. Vâng. Quê ngoại ở Phú Quốc ạ.
đường đền Trần ấy. À dạ vâng. Thế, thế nhà cháu này cũng gần đấy, nhà cháu cách đền Trần nó mấy trăm mét cây. Tiền nào tiền hay là còn giới thiệu cho vài con. Nhưng mà lấy hai đồng hồ là chỉ yên tâm lắm. À, nguyên đai nguyên kiện. Đây. Đây là hai cái tay của nó đây. Đây. Màu đen các bác nhá. Rất là đẹp. Đây mẹ ở đây. Đây, đầy đủ phụ kiện này, giấy này, Apollo này. Còn quyển hướng dẫn. Đấy. Nếu mà các bác mua hàng lướt thì tùy từng con mới còn thôi nhá, còn hàng độc hộp thì 100% là có hết, đầy đủ hết. Cả thảm rồi cả sách. Không, nó gọn lắm, nó gọn lắm. Nó như này thôi, là được. Cái tay nó chỉ lắp một tí thôi là được. Lên xem phòng, lên xem phòng. Đây này. Tất cả phụ kiện đi kèm đây. Điều khiển. Đấy, các bác nào có nhu cầu mua ghế mới thì cứ liên hệ qua bên em. Mới tinh luôn. Đây là các cái hướng dẫn của nó này, hướng dẫn lắp đặt. Đây, nhà ba cây có một cái bộ loa rất là chất đấy. Toàn đồ nhặt lên. Những cái bác mà mua hàng Nhật bên em thì hầu như là những người mà rất là thích chơi đồ Nhật rồi các bác nhá. Rồi bây giờ mình sẽ cho lên tầng lắp đặt các bác nhá. Đấy, rất là gọn này. Cầu thang rất là rộng để đi lên.
đây đây là cô chủ nhá, mua ghế nhá, thì đây là bạn kỹ thuật sẽ hướng dẫn cách sử dụng. Tay cô để trong này. Nếu mà cô dùng ấy, cô dùng bài 30 phút thì ấn vào đây. Còn đây những bài 15 phút này, bài 7 phút này. Đây, nếu mà dùng nhiều thì dùng bài 30 phút này, bài ít. Đấy, chỉ hai thao tác là nó hoạt động rồi ạ. Không phải ấn gì nhiều đâu. Chính lấy điện thoại không là cô chú để bật nhạc cho cô nhé được. Điện thoại của chú hay là cô cái lỗi chú hay là lên cho cô rồi. Vâng. Thế là từng động tác rồi đúng không? Vâng. Ngày lúc đầu nó sẽ tự dò trước. Mình phải lăn vào thì nó dò thấy người thì nó mới hoạt động, còn không mình không nằm vào thì mình bật bài lên là nó không chạy đâu. Nói chung là dùng cái này mình chỉ đây bắt đầu nó đang dò này, nó dò rất là chuẩn. Cái này là 5D trí tuệ nhân tạo thì là cái cảm biến của nó dò cực kỳ chuẩn luôn. Cái này có mạng không? Có mạng. Có rồi. Bật rồi, kết nối rồi. Đấy. Đang tìm. Nên nó đang dò, nó dò từ trên xuống. Còn khi mà mình điều chỉnh lực ấy, thì nếu mà mạnh quá thì mình có thể cộng lực đây, tăng lực lên đây. Đấy hoặc là tăng này. Vâng. Tăng lên số 5, số 6, số 7. Còn không thì mình giảm xuống nhé. Mình muốn yếu thì mình giảm xuống. Nếu mà ngồi cảm giác lực nó mạnh quá thì mình giảm ấn dấu trừ là được. Còn nếu mà cảm thấy đấm nó chưa đủ mạnh thì mình cộng nó lên. Đấy. Vâng, nó có dây sưởi, nó có dây sưởi mà. Đang chưa bật sưởi. Thôi không cần. Vâng, đây là sưởi đây, nóng đây. Đây điện thoại mình sẽ để vào đây. Đấy, có chỗ để điện thoại. Lực có vừa không ạ? Cô đã ngồi thử cái dòng ghế Trung Quốc rồi chưa? Ở siêu thị chưa? Chưa. À, đây là đi cũng chả có thời gian, toàn có đi xem người. À, và dòng này đấm nó êm ái, mà lực đấm nó của nó cũng vừa phải. Chân nếu mà cô thấy nó bị dập quá thì cô đẩy cái chân ra một tí cho nó thoải mái chân này. Đấy. Cô chỉnh cho chân nó dài ra, cho nó thoải mái chân, mình không bị khó chân. Cô nghe nhạc có thích không? Đấy, phải ngồi trên ghế nghe mới hay. Còn ở ngoài này nghe thì nó không hay được bằng ngồi trên ghế đó. Nghe cái loa này rất là ấm. Đây cháu phải bài 30 phút là nó tổng thể. Hết tổng quát luôn. Tắt là nút đỏ à? Không, tắt là nút này. Tắt cũng là nút này, mà bật cũng là nút này. Nút này là mình phát bài, mình đang dùng này, mình phát ra mình chọn bài khác thôi. Có nghĩa mình không thích dùng bài này nữa, mình phát ra, mình ấn phát ra xong mình chọn bài khác. Còn đây là số phút này, đây còn 26 phút này.
đây là lưng hạ lưng này. Ngả lưng này, nâng lưng lên này. Đây là hạ chân xuống. Bài bài thì nó sẽ không cho hạ xuống nhé. Còn nâng lưng chân lên này. Nó có giới hạn, mình đang dùng bài ấy thì nó giới hạn không cho mình hạ sâu chân xuống. Chân cái năm chân này nó cũng làm thoải mái, không cứng chân như cảm cứng như cái bọn kia. Những đầu dùng cho của Trung Quốc làm êm, chân nó không có mạnh, không có đau. Nếu mà lần đầu ngồi, nếu mà ngồi dòng Trung Quốc ấy, là rất là bị đau. Nó đấm cái lực của dòng Trung Quốc nó đấm mày đau á. Vâng. Còn nó cứng. Nên con này đấm vào nó rất là êm. Hàng, nói chung là hàng Nhật mà thì nó chuyên để phục vụ cho sức khỏe. Chứ nó không làm rườm rà như cái dòng Trung Quốc. Trung Quốc thì nó mẫu mã nhiều. Còn Trung Quốc, dòng Nhật thì nó sẽ tập trung vào cái vật lý trị liệu với chăm sóc sức khỏe là chính. Thì đời thấp đến đời cao chỉ nên kiểu dáng này. Nó chỉ không thiết kế kiểu dáng khác. Chân tay, lưng, có cổ gáy không? Có chứ, cái này chuyên cổ vai gáy. Bảo. Nó từng bài thì hết 30 phút này thì nó hơi. Đúng rồi. Các kiểu bàn, hoài bài. Với lại nó cơ thể người nó thấp cao là nó giỏi hết. Nó chứ không, nó không chạy tổng thể như những cái dòng kia, là nó chạy tổng thể luôn, là không phải giò riết đấm cả lên đầu. Đúng rồi. Nó đấm cả lên đầu. Ví dụ khối thấp thì nó sẽ giò từ đây xuống này, chứ không nhiều dòng. Nếu mà chú cao thì nó vẫn chạy lên trên, nhưng mà về sau nó chạy xuống dưới, nó gì xuống dưới là nó phần chạm đến phần vai cái. Nó xác định được điểm vai gáy. Có phải anh em là hướng dẫn từ lúc bước vào đến lúc kết thúc đứng ra thì vâng, ấn vào lúc nào? Toàn người già rồi. Vâng, hướng dẫn luôn đi. Chắc là cái tờ kia cũng có chứ nhỉ? Có. Đấy, có. Em hướng dẫn luôn, ví dụ như là đang ngồi này mà muốn xuống ấy, thì hướng dẫn luôn. Còn nếu mà đang mình bây đang dùng mình không dùng nữa đấy. Mình muốn xuống ấy thì mình tắt nút này. Đây. Đấy, xong mình ấn vào đây. Đấy. Nó khác tự hồi lại. Đấy. Nó khác tự thu hồi chân lại. Đấy, nó thu chân lại xong nó thu hồi nó. Đấy, nó hạ chân xuống. Đấy, còn lúc mình vào thế nào? Đó, vào thì mình vào bình thường thôi. Đấy, đúng, vào bình thường. Vào xong mới bật đúng không? Vâng, đúng rồi, ngồi. Vào ngồi, vào ghế xong rồi mới bật. Rồi mới bật. Đấy, nó hạ hết chân xuống rồi. Đấy, thì đi xuống. Đi xuống được. Để hướng dẫn cô từ đấy được. Đấy, xong nó dựng hạ chân xuống xong nó sẽ ngả lưng lên. À, lưng lên để cho mình ra ngoài. Này, phải mua cái hộp vịt vào đúng không? Vâng. Đây, thế cô ngồi vào, cô tự thao tác đi. Thao tác từ đầu đến cuối không. Còn cái bài hát là bài hát đây thì kết nối giờ nó tắt rồi ấy thì nó tự mình bật rồi. Lên thì điện thoại mình vẫn đang bật ấy thì nó tự kết nối đấy, không bật đấy đó. Có cần ấn một ngày nữa không? Có chứ, tự bao giờ nó hiện, đấy, nó lên màn hình chính rồi đấy. Thì đây ví dụ như là mình 30 phút thôi, còn đấy, thấp hơn ít phút đây là bài 15 phút này. Đấy, 15 đây là 30 xong đến người nào à? Vâng. Những cái bài kia trừ mỗi số 30 đi thôi. Còn những cái bài kia là 15 phút về 7 phút hết. Đấy, cái bài đấy 15 phút. Đấy, chọn bài nào cũng được, cô chọn bài nào cũng đây được. Đây là nhiều bài đúng không? Vâng. Nó đang có cái giấy, lớp giấy. Đấy, cô ấn vào, cô ấn mạnh không? Đấy. Đấy. Vì nó đang có một lớp giấy bóng đấy. Nhưng nó không muốn bóc ra. Cứ để đây thôi. Để xong rồi thì mình xước. Vâng. Đó, như thế là xong rồi đấy. Là nó như thế là xong, mình làm thoải mái ra cho nó dò cơ thể mình không? Đấy, còn nhạc thì mình sẽ nhạc thì đây. Mình ấy ở chỗ này. Đấy. Từ điện thoại à? Vâng. Điện thoại mà cái ấy nó vẫn bật lên thì nó tự kết nối. Mình lại bật tức nhạc là mình lên. Tự bật bài thôi thì. Đúng rồi. Đúng không? Mình thích bài gì mình bật bài đấy. À, bật cái điện thoại mình là nó sẽ kết nối kia. Vâng. Bật YouTube đấy hả? Cái này là đấy. Đang dùng MP3. Nó tự kết nối. Dùng cái nào cũng được, miễn là nó phát nhạc. Cái này YouTube hay gì đều được. Đây là mở YouTube cũng được, mềm nghe nhạc. Còn mở YouTube cũng được. Điện thoại của cô đã kết nối rồi, là cứ bật lên là nó
tự kết nối. Đúng rồi, cô xem Facebook nó cũng cũng bảo. Nếu mà điện thoại chú mà muốn kết nối thì phải tắt cái Bluetooth của cô đi mới kết nối được, chứ không hai điện thoại nó để gần nhau là cái này nó sẽ kết nối trước. Loa này nghe sướng. Còn to nhỏ âm lượng là ở điện thoại hết. Âm thanh to nhỏ. Vâng. Rất là dễ sử dụng. Là kết nối đây là kia là xe nghe đúng không? Vâng. Tìm vào YouTube xem sao. Vâng. Cô tìm YouTube cháu không tìm thấy. Cái này nghe nó âm thanh vòm ấy. Ấy nghe nó. Mình ngồi trực tiếp ở ghế nên là rất là thích. Chú ông cháu ra ở ngoài Đức cũng có một chú mua hàng nước đấy. Có hàng nước, chú bảo nghe cái âm thanh nó ấm. Ngồi nghe nó ấm. Ồ thế sao mình đang bật cái khác nó, cái này nó vẫn đang ấy nhỉ? Không, bao giờ cô phải bật lên mạng nó yếu. Cô bao giờ cô ấn bật bắt đầu cái YouTube nó chạy thì nó sẽ dừng cái kia. Cô phải ấn vào bài đấy thì nó mới chạy. Đấy, cô cứ ấn bất kỳ một bài cho đi. Mạng yếu. Bao giờ nó loát được cái này thì nó tự ngắt cái kia. Đấy. Giờ nó ngắt cái nhạc phần kia rồi nó chạy cái này. Chú hôm đấy mở toàn mở thời sự các thứ nghe. Trang vừa xem điện thoại vừa nghe. Đấy, nghe rất là hay luôn. Đây cô cứ ngồi trên này, anh em xuống nước. Dạ vâng. Vâng. Cảm ơn nhé. Dạ vâng rồi. Tí này tắt luôn này. Vâng. Cô cứ ngồi hết cô, bài cô ngồi hết bài. Cô nhìn số phút này, nếu mà cô không muốn ngồi nữa cô ấn nút đài xong là ấn cái hàng chữ off ở trên này. Hoặc là tí cháu cài sang tiếng Anh cho cô. À. Thôi. Rồi cô cứ ngồi hết bài là tự động nó sẽ về. Vâng rồi. Dạ, rồi. Vâng, cô cứ trải nghiệm đi nhé. Cần cháu dán vào đây luôn không? Được rồi, đi cứ dán sao. Cái đấy cô thích. Vâng, rồi cứ để lúc nào có di chuyển đi đâu. Vâng, rồi chào cô nhé.